I've been on my spaceship counting stars since 94, waiting for someone to come and knock on my door, looking for someone who'd be the Venus to my Mars. Why does love always have to be this hard? Hello, hello, và chúng mình đã gặp lại nhau rồi đây. Stay Home mới được có một tháng hơn thôi, nhưng mà bà Hà đã tăng gần 2kg. Nên bắt đầu ngày mới thì nhất định là phải tập plank này và một vài động tác yoga nhẹ nhàng thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên thể dục thể thao hơn một tuần trì hoãn nên thực sự rất là mệt. Và một cái tip nhỏ nhỏ của Hà để duy trì việc tập luyện, đó là thay vì tập một lần cả tiếng đồng hồ như ngày có ngày không, thì tại sao mình không chia nhỏ ra tầm 10-15 phút mỗi sáng thôi để không bị nản ý. Xong rồi, mình bắt đầu ăn sáng thôi, let's go. Tủ lạnh của Hà những ngày cuối tuần thì rất là chán đúng không? Tại ăn hết rồi còn đâu. Vừa hết đồ ăn thì tủ lạnh đóng tuyết khá là dày. Nên hôm nay thì mình sẽ quyết định xả tủ này, dọn dẹp sạch sẽ và đi mua một số đồ ăn dự trữ cho tuần mới. Tủ lạnh thì còn sót lại một vài loại rau củ quả, nên chắc là mình sẽ lôi ra hết, kiểu nấu tả bí lũi. Với mấy món còn sót lại này thì mọi người nghĩ sao? Mọi người sẽ nấu được món gì? Thường thì Hà sẽ nấu súp này, xào này hay là hấp lên chấm nước tương cũng ổn đúng không? Gì thì cũng phải sơ chế nấu chín cái đã rồi tính tiếp ha. Trong lúc đó thì mình sẽ tranh thủ làm một phiên sủi xe. Từ ngày công bố dịch đến giờ thì hầu như sáng nào mình cũng phải bổ sung vitamin và một ít khoáng chất vào người. À, còn phải uống nhiều nước nữa nha. Các bạn cũng nên chăm sóc và chú ý sức khỏe của mình, nhất là trong giai đoạn này nhé. Ta, và quay lại với vấn đề là sáng nay ăn gì? À, trời ơi, tự nhiên mình lại có một cái idea mới. Hay là Hà sẽ xào rau củ với mì gói cho lạ miệng hơn một chút. Chứ nấu canh rồi nấu súp rồi hấp lên thật sự rất là chán lắm luôn á. Món này thì cũng không quá mất thời gian đâu, nhưng mà lâu lâu ăn thì được, chứ ăn hoài thì dễ nổi mụn lắm, bởi vì nó cũng rất là nóng ý. Một cốc cà phê sau bữa sáng luôn là lựa chọn hàng đầu của mình. Hồi trước bởi vì không có nhiều thời gian á, nên là mình hay dùng những cái gói cà phê hòa tan ấy. Nhưng dạo gần đây thì Hà chuyển hẳn sang uống cà phê xin ngoài ban công. Sao rồi, view hơi bị xịn đúng không? Đây là một cái gốc nhỏ chiêu chiêu Hà yêu nhất vào mỗi buổi sáng. Nhìn mấy chậu cây bé bé lớn lên mỗi ngày, mình càng thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mình chỉ yêu những điều đơn giản và nhỏ nhặt như vậy thôi. Tự nhiên sáng nay thấy trong lòng nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Để cà phê chảy hết thì mình sẽ tranh thủ đọc thêm một vài kỹ năng may mặc để tự thiết kế quần áo cho mình. Không có một niềm vui nào bằng khi tự thiết kế rồi tự mặc những bộ trang phục cho chính tay mình tạo nên. I know I'm
Đây là chiếc áo của nhỏ bạn thân mình. Nó mới vừa soạn tủ, không dùng nữa. Mình thấy xinh xinh lại còn mới nên là định DIY lại cho xịn hơn. Vì mình và cả bạn mình đều thực sự không phù hợp với chiếc áo này. Mình đã lôi ra, mình suy nghĩ xem là sẽ làm gì với chiếc áo cho nó có ích hơn thay vì nằm một chỗ trong tủ. Vô tình thì mình nhớ ra là mình phải DIY một chiếc túi vải để dành đi siêu thị. Bởi vì mình cũng hạn chế bị ni lông ấy. Thì đây dường như là một sự trùng hợp dễ thương. Ok, mình sẽ may một chiếc túi vải nhé. Đi siêu thị, đi chợ thường phát khá là nhiều đồ nên là hàm may thật là chắc cái phần vai để không bị đứt giữa chừng. À, xí xí sẵn tiện đây thì Hà cũng sẽ may thêm một vài chiếc khẩu trang vải để dành ra ngoài mùa dịch. Hà cũng có một chiếc clip hướng dẫn DIY khẩu trang vải rồi. Bạn nào mà vẫn chưa xem thì nhớ click vào link Hà để đâu đó ở trên nhé. Ra ngoài mà mua thức ăn mùa này thì trong túi chỉ cần có thêm một chiếc túi vải này, phí tiền và đặc biệt một chai nước rửa tay nhỏ nhỏ xinh xinh để mình có thể dùng bất kỳ lúc nào. Thêm một chiếc khẩu trang vải và một chiếc điện thoại nốt lại những thứ cần mua, vậy là được rồi. Đôi khi đeo khẩu trang hoài thì cũng tiện lắm, thay vì phải mất thời gian cho make up, điều đà thì ta-da! Chỉ cần đeo khẩu trang che kín hết là tự nhiên từ mụn miệng, mụn cong, mụn cám, môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng, da sần sùi là đều bị che giấu hết à. Thích thế còn gì đúng không? Gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking, and I need more of a show right now. It's time that you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, talking, going round and around, back around. I will fight like no other. Talking, talking, going round and around, back around. I will fight like no other. Việc trữ thức ăn á, thì các bạn chỉ nên mua dùng dần trong tầm khoảng 5-7 ngày, nếu mà quá lắm thì 8 ngày. Bởi vì thức ăn càng trữ trong tủ lạnh càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ không đảm bảo chất dinh dưỡng bấy nhiêu à, cho nên là tốt nhất là cũng không nên trữ quá nhiều, vừa đủ thôi. Và Hà nghĩ như đây là chắc cũng đủ. Hà hy vọng là sẽ ăn hết trong vòng 1 tuần. Ok, bây giờ thì chắc là Hà sẽ sắp xếp nó vào tủ lạnh. Và sau đó thì mình sẽ sơ chế một số cái đồ tươi như là thịt này à, và chắc là mình sẽ nấu ngao. Trời ơi, tự nhiên nghỉ dịch ở nhà thèm hải sản kinh khủng khiếp. Cha và tủ lạnh đã đầy ắp cho một tô stay home rồi nè. Mình sẽ ăn ngao hấp xả cho buổi trưa nay.
Về phần nail, sau khi ngâm một lúc cho hết các đốt thì Hà vớt ra, rửa lại 2-3 lần nước nữa cho sạch sẽ. Tóc cộng xả lột bỏ vỏ ngoài, cắt đầu cắt đuôi, 3 cộng để nguyên, 3 cộng cắt nhỏ, đập chập chập hai trái ớt đỏ, để chung một đĩa rồi bắt lửa bỏ dầu xào xào cho thơm thơm. Thêm một lượng nước đủ dùng, ăn bao nhiêu bỏ bấy nhiêu, một ít hạt nêm, một ít bột ngọt, một chén rượu nhỏ, khuấy đều, đậy nắp, chờ sôi. Giờ mới quan trọng nè, cho tất cả nêm vào, nêm nếm thêm cho vừa miệng. Ai muốn ăn cay thì thêm sa tế tôm, không ăn cay được thì cũng đừng bày vẽ chi cho mất công rồi chửi bà Hạ chỉ tầm bậy tầm bạ. Nấu thêm 3 phút nữa cho nêm thức dậy mở mắt to to, giờ thì chén thôi. Chế xong lại dọn dẹp lần 2, hết bà nó một ngày. Nhìn chiếc áo là thấy ngay một con nhỏ hư thối không thể nào không chửi. Ủi áo phông đi tắm thôi mà ủi một phát cháy luôn hai cái. Vải này mỏng mát, ngân sách eo hẹp, tiết kiệm là thượng sách nên bà Hạ sẽ tiếp tục dán lại chỗ rách mặt tiếp. Áo mặc ở nhà có gì là xấu hổ đúng không? Mình không có nhiều tiền, tiết kiệm được cái gì thì cứ tiết kiệm. Đi tắm, chăm sóc da mặt, da mũi, da tay, da chân. Con gái chơi chồng, không tự chăm sóc mình thì còn ai vào đây nữa. Chiếc áo vá lại còn đẹp chán, lại thoải mái, dễ giặt, dễ mặc, dễ khô. Ok, ngại gì mà bỏ đúng không? Chà, bây giờ thì work from home thôi. Chuẩn bị một ít trái cây ngon ngon, toàn là món nhiệt đới chua lè, ăn với muối tôm là ngon nhất nách. Tê. Chiều nay bà Hà sẽ lên ý tưởng trang trí nhà cửa cho mùa hè và nhất định sẽ làm một nội dung room tour 2020 cho các bạn xem. Chà, nhớ ủng hộ thêm Hà nha. Không hiểu tại sao mà mấy bữa nay á, hồi buổi chiều là đầu Sài Gòn chuyển mưa, Hạ ngồi ngoài hiên lại sợ ướt. Tại vì cái hiên của mình, cái mái che nó không đủ rộng nên là mưa thể nào cũng tạt vào, nên quyết định vào nhà luôn. Vào nhà thì bắt gặp lại một chiếc micro Hạ mua để dự định làm radio từ lâu lắm rồi, nhưng mà không biết tại sao lại không làm. Nên sáng hôm nay kiểu đang có hứng thì Hạ sẽ làm một chiếc radio nhỏ nhỏ trên nền tảng SoundCloud. Có thể là Hạ sẽ lập cái đường link và Hạ để dưới phần mô tả. Các bạn click vào đó nếu các bạn thương giọng nói của Hạ và tiếp tục ủng hộ Hạ. Nói chung là chiếc radio đầu tiên mà kiểu hứng lên thì làm, và không có một cái kịch bản gì hết thì Hạ không biết nó như thế nào nữa. Nhưng mà thôi thì thích thì nhích thôi ha. Và đây là chiếc tai phone kiểm âm á mọi người, cho nên là khi Hạ nói thì Hạ sẽ nghe lại chính cái giọng nói của mình để điều chỉnh sao cho hợp lý hơn. Ok, bây giờ thì Hạ bắt đầu nha. Hồi hộp quá. Hạ biết là các bạn có rất nhiều lựa chọn. Cảm ơn vì các bạn đã click vào đây và lắng nghe Hạ nói. Hạ hy vọng là chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong những chặng đường sắp tới. Mình là Hạ Xuân Mỹ, một cô gái đang từng ngày hoàn thiện bản thân của mình. I love you. Bye. Ok, vậy thôi ha. Nếu mà các bạn thực sự muốn biết nội dung của đoạn radio này thì các bạn nhớ click vào cái đường link SoundCloud Hạ để ở phía dưới. Có thể là Hạ sẽ để trong đoạn mô tả hoặc là Hạ sẽ ghim ngay phần bình luận. Các bạn ơi, Hạ hy vọng là các bạn sẽ là những vị thính giả đầu tiên của Hạ trên radio ở nền tảng SoundCloud nha. Mà xíu xí các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông bé bé xinh xinh để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau vào mỗi tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần trên kênh của Hạ Xuân My. Vậy nha. Bye.